Em tên là Nguyễn Tiến Vũ, năm nay 26 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng. Nguyễn Tiến Vũ? Dạ. À, trời ơi, trẻ quá à. Kìa, Tấn Vũ. Nhìn Tấn Vũ tưởng là cỡ 22 tuổi ha. À, em có biết hát một ca khúc nào của Tấn Vũ không? Dạ không anh. Không à. Em hát dở. Vậy hả? Dạ. Còn em? Chào anh chị, chào ban khán giả. Em tên là Thái Thị Mỹ Tiền, 27 tuổi, 25 tuổi, 25 tuổi. Hết hồn, hết hồn. Hết hồn, hết hồn. Dạ, 25 tuổi là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Còn em là nhân viên văn phòng. Dạ. Luôn. Hai đứa. Hai đứa nhân viên văn phòng. Gặp nhau văn phòng. Chắc là gặp nhau văn phòng chứ không lẽ. Dạ không nhau. Anh. Gặp nhau ở địa điểm khác. Ở đâu? Ở đâu? Dạ. Bữa đó chủ nhật, sáng em đi gửi xe. Rồi vô tình gặp vợ em cũng gửi xe ở đó. Rồi gặp nhau tiệm gửi xe. Dạ. Khoan khoan đã, giờ hỏi quê hai đứa đâu nè? Dạ quê em ở Hậu Giang. Dạ em ở Vĩnh Long. Hậu Giang, Vĩnh Long. Vĩnh Long, Hậu Giang nó sát mình. Ừ, mà gặp nhau ở tiệm rửa xe ở đâu? Dạ, tại vì vợ chồng em là làm ở Bình Dương á. Tức là gặp ở tiệm rửa xe ở Bình Dương đúng không? Dạ, Bình Dương. Dạ. Ủa trời ơi, hai đứa miền Tây sẽ gặp nhau miền Đông ta. Đó chắc là cái cơ duyên anh ơi. À, nhưng mà lúc đó tụi em đang đi học. Dạ không, em ra trường rồi lên em làm được một năm. Ừ. Rồi lên Bình Dương làm đó rồi gặp chồng em. Ừ. Rồi chồng em cũng mới lên làm à. Cái hai chồng đi tiệm cái tiệm rửa xe gặp. Rồi lúc đó chồng em nhìn thư sinh đứng kìa, em không có chịu đâu. Thư sinh không có chịu hả? Dạ, cái, vợ em nói em mọt sách thư sinh rồi không có chịu. Thích mấy anh cao gáo đẹp trai rồi. Vậy hả? Dạ. Rồi còn em sao? Em gặp vợ em dạ sao? Lúc đó vợ em thấy mộc mạc giản dị lắm. Tại vì cái gu chọn bạn gái của em là em thích đơn giản. Đơn giản? Dạ. Vậy là đúng gu luôn đúng dạ, không? Dạ đúng gu. Nhưng mà ở đây là không đúng gu với bên này. Dạ. Vậy thì sao? Rồi em mới lên mạng á. Rồi mấy rồi sao vô tình thấy nick của vợ em. Rồi em mới vô em kết bạn. Lúc đầu kết bạn vợ em đâu có chấp nhận đâu. Rồi cái em mới nhắn tin là em nói là nhớ anh cái hôm mà bữa gửi xe hai đứa mình gặp không. Dạ. Dạ. Vợ em mới ấn tượng. Dạ. Nhưng mà gửi xe có bao cô ấy không? Dạ lúc đó lạ mà đâu có biết đâu mà bao anh. À. Chưa mà. Dạ. Rồi rồi sao? Rồi hai vợ chồng mới nói chuyện qua lại gì đó. Lúc đầu là chỉ cũng chỉ là bạn thôi. Rồi bây giờ làm bạn trong bao lâu nè? Được khoảng 3 tháng. 3 tháng. Ba. Dạ. Đó. Rồi em cũng thấy thích vợ em gì đó. Ừ. Rồi em cũng có ý định tỏ tình. Ừ. Nhưng mà biết vợ em có bồ rồi. Ừ. Rồi cho nên em cũng chỉ làm bạn thôi, không có nói ra. Chỉ biết đứng dạ. Nhìn xa xa thôi đúng không? Đâu có nghĩa là bây giờ làm bạn trong 3 tháng đúng không? Dạ. Rồi sau 3 tháng là tỏ sau tình cái gì? Dạ, em có ý định là tỏ tình. Ừ. Dạ. Nhưng mà lúc đó là em phải chia tay với bà bồ cũ đúng dạ, không? Dạ lúc đó em chia tay với bạn trai em. Có buồn cũng hơi buồn buồn, cái anh nhắn tin với em á, rủ đi uống cà phê rồi đi ăn, cái em rồi chịu, cái nói chuyện qua lại trời có cảm tình luôn. Biết rồi có cảm tình luôn. Nhưng rồi. Mà trong lúc đi uống cà phê đi ăn rồi anh ấy có làm gì không? Dạ không. Làm đi là tao hỏi là có trả tiền không á trời. Anh bao em không làm gì vậy? Dạ, dạ. Cái đó tất nhiên anh là con trai phải ga lăng với anh. Wow. Dạ, không? Rồi yêu là... nhau bao lâu thì dạ... cưới? Yêu nhau thì được 6 tháng. Rồi em mới phát hiện ra là vợ em cũng có anh đeo anh này anh nọ đeo gì đó. Bộ. Rồi hai đứa mới cãi nhau. Dẫn đến chia tay. Chia tay bao lâu? 3 tháng gì đó. Trời ơi, dài dạ. Cái rồi, miệng này gãy lộn chắc nghi cái bên này cái cãi không lại đâu đúng không? Dạ đâu có đâu, anh dữ lắm á. Anh cũng nói nhiều lắm á. Thì bởi vì em mới nói cái miệng này nè chứ bên này cãi lộn không lại đâu. Đúng không? Anh nói nó hoài cái... thôi mệt quá chia tay đi nó hoài rồi xong rồi bực mình cái chia tay luôn. Chia tay ba tháng trời cho này gian đó hả, ảnh có tìm hiểu con khác nữa đó. Con nhỏ có vợ đi ớn thôi à. Vậy hả? Rồi, tới cưới về rồi mới biết. Tới cưới về cái có em bà con của người bạn gái cũ nhắn tin nói chuyện qua lại rồi cuối cùng đã biết ra sự việc cái vậy đó. Trời ơi hầm lắm, nó ghen nó nổi tới rồi đó. Nó tới đầu, nó tới đầu. Có ghen nó nổi lên. Lên thế điều tới đầu. Xì ra lương đó nha. Rồi em làm gì? Em bực mình quá, im lặng luôn, không biết nói gì luôn. Trời ơi, bực quá im lặng luôn. Lúc mà quen nhau á, sao không thấy gì hết trơn. Tự nhiên tới cưới về rồi bắt đầu lòi tùm lum hết trơn. Lòi chành hết ha. Dạ. Tức là chia tay nhau 3 tháng nè, đúng không? Rồi dạ. Gặp lại là cưới luôn ha. Hay là còn tiếp tục tìm hiểu nữa? Dạ không, gặp lại rồi quen gần cả năm nữa mới cưới. Dạ. Vợ em mới dẫn em về bên cha mẹ vợ em á. Cũng qua chơi cho biết.
Thì qua rồi cái cha mẹ vợ em thấy em hiền ấy rồi đó. Hiền nào ông tự ông nói hiền không? Hiền nào vậy? Rồi cha với mẹ cũng thương, nói với vợ gì đó thấy em được vậy đó. Ừ. Rồi đốc vô rồi kêu tiến tới. Wow, ở dạ, đây là quý vị nhìn thấy ông chú rể này ông hiền hết sức. Là hiền nè, hiền. Ủa, hai đứa đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Vui không? Dạ, nữa cũng vui. Tò mò nữa đó, kể cho ông nghe đi. Em có bỡ ngỡ không? Dạ cũng bỡ ngỡ anh, tại vì trước tới giờ từ quen biết đến yêu cũng là tình yêu trong sáng không anh, trong sáng cho tới lúc cưới luôn. Dạ bởi vậy bởi trong đêm tân hôn nó mới nhiều cái là dạ, là lùng sủng thôi. Hỏi đó, vợ đi anh hỏi vợ đi. Cái đêm tân hôn đó à, em có tưởng tượng là nó lãng mạn nè, nó có những cái lời ngọt ngào, nó có những cái nói chung là giống như trong phim. Đó, không trong phim không? Dạ không, cưới về xong rồi tắm rửa hai đứa ngủ không gì chứ. Ủa là sao? Lúc đó đụng vô cái mày ra đi, ra đi. Em đòi ảnh đụng với em á, nói thôi ra đi đừng. Đừng có đụng tôi đêm nào em sắp vô phim mới còn lạ lắm anh ơi, từ từ quen rồi. Vậy là tới 2-3 đêm sau mới có đi tân hôn. Dạ rồi giờ tới cái phần gọi là vạch mặt nhau đi. Giờ dạ, ở với nhau là mấy năm rồi? Dạ mới cưới nhau được 7 tháng. 7 tháng. Trong 7 tháng đó em có phát hiện được cái tính xấu của anh này nhiều? Dạ có, nó nhiều, nó lèm bèm hoài em vậy đó. Em khỏi nói, nói chung nãy giờ là biết rồi. À, còn gì nữa? Mê bấm thoại, rồi xem phim vậy đó. Tới chừng em kêu mà cũng không ngóng đầu luôn. Ham chơi hả hay sao? Dạ không, mê xem phim, lướt web rồi vậy thôi à. Ờ vậy thôi đó. Dạ. Vậy đâu có xấu đâu ta, nó cũng hơi khó chịu xíu thôi chứ đâu có mà xấu. Mà có làm tròn nghĩa vụ là à, ví dụ cuối tuần là chở vợ đi chơi, đi xem phim, đi hưởng không khí lãng mạn của hai vợ chồng không? Dạ cái đó thì có, cuối tuần là chồng chở đi hoài à. Vậy thì quá được, phải không nào? Dạ. Rồi, còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ hết rồi. Còn nhiều là giỏi lắm. Giỏi lắm không? Dạ. Làm chuyện nhà tất cả mọi thứ luôn. Dạ. Dạ, mọi chuyện nhà. Rồi bây giờ tới ông đó. Bà xã có tật xấu gì không? Vợ em thì tật xấu thì cũng nhiều. Tật xấu nhất đó là ngủ nướng. Với lười biếng lắm. Làm đâu là để đó à, em dọn không à. Thì bởi vì em ấy đâu có nói em có tật xấu và lười biếng dạ, đâu. Còn gì nữa? Một cái nữa là hay giận vô cớ với nóng tính. À, chuyện ở đâu không biết, giận về cũng chút lên đầu em á. À, mà có một cái sức chịu đựng của em nó ghét là làm như nó dai anh ơi. À. Dạ. Thấy thương không? Thấy thương quá chứ luôn vậy à. Vợ em nói gì nói à, em cũng nín thinh vậy đó. Tụi em là đang ở riêng là ở chung với gia đình? Dạ. Ở riêng với ba mẹ. Ở riêng với ba mẹ là sao không hiểu? Ở riêng với ba dạ, mẹ. Ở riêng mà mẹ ở cạnh. À dạ, có nghĩa là gần mà xa đó phải dạ, không? Ở dạ, riêng với cha mẹ. Cha mẹ ai? Dạ, cha mẹ chồng. À với cha mẹ dạ, chồng. Bây giờ anh hỏi thiệt nè, hai đứa là đang chưa muốn có con hay là? Dạ cũng đang mong con. Vậy hả? Mẹ có mong con không? Dạ có dạ, ông bà ngoại ông bà nội ai cũng mong hết. Trời ơi. Vậy đó hả? Dạ. Chắc cũng coi như cha mẹ chồng là ở cái bên sẵn đặng có con đó là bưng đi đó hả? Phụ nuôi giùm luôn đó đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Mong muốn ở vợ em á là bớt nóng tính và giận hờn vô cớ lại. Đó giờ dạ, nóng tính có bao giờ bụp em chưa? Dạ cũng có anh. Dạ, dạ cũng có anh nhắc nhéo em là có khi cũng bầm mình. Dạ vậy đó hả? Dạ còn gì nữa không? Mong muốn vợ em cái nữa là siêng năng hơn một chút để có thể phụ giúp em công việc trong gia đình thôi. Không cần ấy. Dạ siêng năng nhà mấy giặt giặt hết rồi, giặt đồ hết rồi, lau nhà về em về sớm em cũng lau có gì đâu. À. Mặt gian dễ sợ. Bây giờ tới em đó, em mong muốn người chồng ấy thay đổi điều gì nào? Bớt bấm điện thoại lại với bớt nói nhiều lại, chỉ có hai cái đó thôi. Bớt bấm điện thoại, bớt nói nhiều. Chắc tại vì vợ còn làm biếng cho nên là cứ nói lèm bèm nói hoài. Dạ, đúng dạ, không? Dạ, vậy. Thôi đổi qua đổi lợi đi, làm xiên chút xíu đi, ngưng nói. Nhưng mà dạ, công nhận điều là ông xã em vui tính không? Dạ vui. Mà mốt ông không nói nữa là hết vui á. Mà bé này cũng vui vậy. Vui tính mà. Anh có cảm giác là gia đình của em rất là vui nhộn. Dạ. Anh mong rằng là cái sự vui nhộn này nó sẽ đi theo suốt cái cuộc sống của hai vợ chồng em hoài ha. Và sắp tới nếu dù có một đứa bé nữa thì sẽ càng vui hơn nữa nha. Dạ, rồi. Cảm ơn anh chị. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ.